quý vị khán giả đang quay trở lại với phần 3 của chương trình tin tức tổng hợp. Bản tin đầu tiên trong phần tin Á Châu cho hay, cho núi lửa Merapi buộc chính quyền phải đóng cửa sân bay ở Sumatra. Hàng trăm hành khách tại Sumatra của Indonesia đã bị mắc kẹt vào hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 12 sau khi núi lửa Merapi phun trào và phun ra đám mây tro bụi dày đặc. Nhà chức trách đã đóng cửa sân bay quốc tế Minangkabau vì lý do an toàn, cho rằng sự lan rộng của tro núi lửa có thể gây nguy hiểm và làm ngừng hoạt động của động cơ máy bay. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai và núi lửa của Indonesia, ngọn núi lửa đang hoạt động đã phun trào vào sáng sớm ngày thứ Sáu, phun ra đám mây tro cao 300 mét phía trên miệng núi lửa. Được biết, ngọn núi Merapi cao 2.891 mét là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Sumatra. Vào đầu tháng này, một vụ phun trào lớn đã giết chết 23 nhà leo núi. Và Liên hoan phim quốc tế Đảo Hải Nam lần thứ 5 đã kết thúc tại Tam Á. Liên hoan phim quốc tế Đảo Hải Nam lần thứ 5 đã kết thúc vào thứ Sáu tại Tam Á, một thành phố nghỉ mát ven biển ở tỉnh Hải Nam phía Nam Trung Quốc, được tổ chức bởi Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hải Nam. Sự kiện kéo dài 7 ngày, giới thiệu một loạt phim từ khắp nơi trên thế giới và cung cấp nền tảng trao đổi giữa các chuyên gia trong ngành, đồng thời chiêu đãi những người tham dự vô số tác phẩm điện ảnh. Và năm nay, 24 bộ phim do các nhà làm phim trên khắp thế giới sản xuất đã được chọn để tranh giải chìa vàng hàng đầu trong số hơn 4.000 tác phẩm dự thi, với 13 thành viên ban giám khảo nổi tiếng quốc tế sẽ chọn ra những người chiến thắng. Tại lễ bế mạc hôm thứ Sáu, các giải thưởng dành cho phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, giải thưởng của ban giám khảo, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và kịch bản hay nhất đã được công bố. Nhà sản xuất xe hơi điện Trung Quốc NIO đặt cược vào nhà máy thông minh để dẫn đầu trong cuộc đua xe điện. Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc NIO nổi tiếng với các mẫu xe cao cấp thông minh và giải pháp thay pin nhằm mục đích cung cấp những chiếc xe điện cải tiến và hiệu suất cao, đồng thời đang nhắm đến phân khúc cao cấp hơn của thị trường xe điện. Trung tâm sản xuất tiên tiến thứ hai của NIO tọa lạc tại Hợp Vì, thủ phủ tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc. Tại xưởng sơn của trung tâm, cốt lõi của xưởng là hệ thống chứa xe khổng lồ mà họ gọi là Cube. Nhà để xe thẳng đứng 6 tầng có thể chứa 246 thùng xe với hai tay cầm thang máy giúp lưu trữ và lấy xe. Quá trình đệm giúp tránh phải thay đổi súng phun liên tục, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất tổng thể. John Yang là người đứng đầu trung tâm sản xuất cho biết, quy trình giao hàng đến khi đặt hàng điện hiện tại của chúng tôi chỉ mất 21 ngày. Tại xưởng sản xuất thân xe của trung tâm, hơn 700 cỗ máy robot đang thực hiện công việc một cách có trật tự. Và quay sang tin tức từ Việt Nam, một thống kê đã cho biết 27 người Việt Nam sắp bị bán ở Philippines được hồi hương. Philippines trong tuần này đã giải cứu và hồi hương 27 công nhân Việt Nam, những người được cho biết đã sắp bị những kẻ buôn người bán trong một công ty có trụ sở tại Cebu, Cục Di trú Philippines đã cho hay. ABS-CBN News đã dẫn lời ủy viên về di trú Norman Tashinko cho biết trong một thông cáo rằng các nạn nhân buôn người đi cùng với người quản lý người Trung Quốc, hai tài xế người Philippines và một viên dịch viên người Philippines. Nhóm người này đã bị chặn tại nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Ninoy Aquino vào ngày 31 tháng 10. Và Cục Di trú Philippines cũng đã hủy thị lực lao động của 27 nạn nhân này và đưa hầu hết họ về nước. Cục này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về công ty hoặc lại công việc mà những người Việt Nam bị buôn sang Philippines tham gia. Ông Tashinko đã nói ông sẽ không dung thứ cho người nước ngoài sử dụng Philippines làm trung tâm cho các hoạt động bất hợp pháp của họ, vẫn theo lời của ABS-CBN News cho hay. Xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng vọt chủ yếu nhờ Trung Quốc. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 dự tính sẽ đạt kỷ lục gần 5,6 tỷ Mỹ Kim. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm gần 2/3 với sầu riêng đã trở thành trái cây xuất cảng chủ lực của Việt Nam, theo số liệu do nhà chức trách nước này công bố. Con số 5,6 tỷ Mỹ Kim này đã đánh dấu mức tăng gần 66% so với năm ngoái,
số liệu của Tổng cục Hải quan được trang Nông nghiệp Việt Nam dẫn lại cho thấy, chỉ riêng Trung Quốc trong 11 tháng vừa qua đã nhập 3,4 tỷ Mỹ Kim là rau quả của Việt Nam, tăng gần gấp rưỡi so với năm ngoái và chiếm 65,5% thị phần trong khoảng thời gian đó, theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam được trang mạng VN Express dẫn lại. Với kết quả này, rau quả đã vượt gạo, hạt điều và cà phê để trở thành nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ngoài Trung Quốc, các thị trường lớn khác của rau quả Việt Nam là Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong tổng số 5,6 tỷ Mỹ Kim xuất cảng rau quả này, chỉ riêng sầu riêng đã chiếm 40%, giữ trọng tỷ lớn nhất, theo sau là mít, dưa hấu, bưởi, nhãn, cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Kể từ cuối năm 2022, Trung Quốc đã cho phép nhập cảng sầu riêng tươi của Việt Nam theo đường chính ngạch. Và cũng như thường lệ, nghe sau một vài bảo trợ từ miền ngắn, xứng công viên Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tử vi cuối tuần. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình ABC để biết thêm chi tiết.